Xin chào mọi người, mình là Kiki. Lần này mình đến Đại học FPT để hỏi các bạn sinh viên về chủ đề bạn có thể nói tiếng Nhật không? Không biết các bạn sinh viên Đại học FPT trả lời như thế nào nhỉ? Mọi người đi phòng bán cơm mình nhé. Anh có biết tiếng Nhật gì không ạ? À không ạ, mình không biết tiếng Nhật. Thực ra mình không phải là sinh viên đại học. Mình cấp 3 thôi ạ. À, em không biết, em không biết gì. Em thì xem anime em biết một tí. Oyasui. Em from私はレイハンチーです。19歳です。外国語専門高校に勉強してました。そうなんですか。コンビエティニャツに。いや、今は学生や。コンビエティニャツ、もちろん。コンビエティニャツ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 。mà biết tiếng Nhật gì không? Tiếng Nhật một câu cũng được. À, cứ chỉ là gì mình nói nhỉ? Sinh viên FPT có thể nói được tiếng Nhật gì không? Em có biết tiếng Nhật gì không? Em không, em chưa thử luôn đấy. À, chưa thử luôn. Mà, chưa thử luôn. Thế là anh còn ở đây nhá. Nếu mà anh kiểu anh về quê của em ấy, quê em còn có nữa. Quê em ở đâu? Em ở Thái Bình, giống như ở trên Hà Nội này. Kiểu từ riêng như kiểu Nemo cái thứ này, nỏ nửng các thứ. À, người nó như kiểu tiếng Việt. Tiếng Việt em đọc kiểu nhiều vùng miền khác nhau, mỗi chừng nói khác nhau ấy. Chứ em không biết Nhật nó như nào cả. Thế thì tiếng Việt tiếng Nhật là okay. Qua kiểu mấy ông tác giả của truyện tranh thôi. À, được, tôi xong rồi. Vào đây nói chuyện thoải mái. Ủa, nói chuyện. Đây là anh Kazuki, là YouTuber người Nhật, muốn phỏng vấn mọi người nói tiếng Nhật, mong mọi người hợp tác. Nhưng mà anh Kazuki có thể nói tiếng Việt, anh nói tiếng Việt siêu lắm. Có được. お名前は私はワインと申します。今日本語勉強してどのくらいですか？2年間くらいです。私の考え方では、文法が、とても大難しい、とても難しいです。文法が逆だから、はい、でも会話もできますね。自然ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。お名前は？私はと申します。今日は漢字勉強してるんですか？とても難しいです。はい、お名前は？私はフェンと申します。はい、出身はどこですか？台湾から参りました。台湾まだ行ったことないんですけど、何が有名ですか？お茶が有名です。お名前は？名前はジュイと申します。もし日本に行けたら日本のどこに行きたいですか？京都と東京に行きたい。私はトウと申します。はい、日本語勉強して今どのくらいですか？2年間ぐらい勉強していました。日本語能力試験受けたことありますか？N2 だと思います。今月、N2 が、の試験。今月 N2 の結果は出ました。結果はまだです。あ、まだ出てないんで。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。お名前は？
にいいです。ぷんにいいです。何歳ですか？今何歳ですか？あ、今年20歳です。あ、Where do em come tại thế nào? Where do em chụp quay video come tại thế nào? hơi hồi hộp ạ, tại vì em đã trốn rồi mà mọi người vẫn cứ cố tình. Rồi, tại sao trốn? Trốn rồi đấy.先生、はい、出張したり、はい、じゃあ先生は日本語昔日本にいたってことですか？まあ最初はね、うん、初めて日本に行ったのは1991年かな。ああ1991年、まだ子供が生まれてない。生まれてる前から、生まれてる前からみんなが1991年だね。はい、あのその時は誰が放送かは総理大臣。あ、その時の総理大臣。よく覚えてますね。じゃあ先生はなんていうか、最初に日本に行った時どんな印象を受けましたか？もちろん私だけではなく、ベトナム人にとってはね、日本はあの憧れ国です。みんな日本にあの行きたいですね。で、とても日本は素晴らしい国です。特に今ね、今はちょっとね、日本とベトナムの格差はだんだんね、うん、そうですね、今もベトナムが、けど昔はとても大きい格差がありました。はいはい、だからまあとてもまあ素晴らしい国だと思っています。はい、なんか驚いたこととかありますか、日本の文化で。まず初めにね、はい、まず最あの一番印象が深いのは、あの日本は清潔、あのゴミはほとんどない。日本はあの日本にはね、あのたくさん見えないことがあります。見えないこと、見えないゴミがあんまり見えない。あ、なるほど。ベトナムは、はい、ゴミが見える。あ、そして日本はね、あ、警察があんまり見えない。警察はほとんど警察が見えない。あ、うん、ベトナムは、はいはい、見えないことが、見えないことがいっぱいある。はい、okay、そしてあの自動化社会、自動もね、自動、自動、あの自動ドア、自動ドアとか、何でもいろんなものが自動、何でも自動ですね。自動ドア、あの改札口ね、あ、はい、自動、ベトナムよりもずっと、ね、進んでいる国です。ですね、まあでもどんどんこれからベトナムも今すごい、すごいスピードで、ベトナムは頑張って、まだ、うん、いや本当に追いつき追い越せ、追いつき追い越せ、もう人口はもうもう少しで抜かされそうですよ。明治時代のスローガンみたいな、ね、日本に追いつき追い越せ、追いつきはよく知ってる、すごいですね。あの気持ちを持って頑張っておりますが、はい、まあ、今は経済などはとてもあの成長率がいい、うん、ベトナムいいです、ね、はい、経済はいいですけど、うん、あの社会問題はあのいろいろありますね。あ、社会問題、いろいろ、また、まあ、教育ももっと、ね、あの充実しなければならない。あ、em biết mỗi một từ là một từ là Ohio. À, Ohio. Yes, mỗi một từ đấy thôi. Ohio. Ồ, đúng rồi. Buổi chiều là konnichiwa. À, konnichiwa. Buổi tối là komangwa. Khi ăn cơm người ta thường mời nhau là itadakimasu. Hiện tại thì em không còn nói tiếng Nhật nữa, hơi tiếc, dần lên đần này. Dần lên này. Nhưng mà bây giờ em vẫn nói tiếng Nhật. Còn tiếng Nhật thì em chỉ biết vài câu thôi, là konnichiwa. Ohayo. Em mới học tiếng Nhật nên chưa biết. À, bây giờ em đi học đúng không? Vâng, em đang đi học nhưng mà chắc là sắp muộn giờ. À, sắp muộn rồi. Em học lớn. Em gì không? Không, em học năm nhất chứ học thì qua tiếng Nhật. À, cháu đang làm quay video YouTube, cháu là người Nhật, chú có biết tiếng Nhật gì không? Chú không biết. 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 Chú không bi
ごめんなさい。仲間は大丈夫、ご飯食べてるけどいいですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。あ、はい、今勉強してどのくらいですか。あ、そうですね、今は4年生ですんで。あ、4年生、はい、うん、2年間勉強しました。やって勉強してますか。そうですね、シャドウイングって方法がありますが。あ、だから発音綺麗なんだろう、はい。今日は皆さんありがとうございました、はい、ぜひ YouTube 見てください。ぜひぜひ、ライクサプライ、ライクサプライお願いします。じゃあまた今度。はい、お越しください。はい、ありがとうございました。ベトナムの交通はね、はい、危ないです。あ、はい、気をつけてください。はい、わかりました。はい、またね。